Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Xuân Đỉnh Audio. Hôm nay thì là ngày 28 tháng 1, thì Xuân Đỉnh lại cập bến cho các bác những cái cặp loa Bookshelf. Nó mang cái tính chất là rất là gọn gàng, xinh xắn, nhưng cái chất âm của những dòng này thì cực kỳ nội lực. Bát đánh rất là căng tiếng và phối ghép vào những cái bộ ngày hôm nay thì nó chỉ có mức giá là trên 5 triệu một chút thôi. Cái giá trị này thì nó chỉ bằng một cái bộ dàn chung. Nhưng ngược lại thì đấy là dàn chung cỏ thôi, còn bộ phối ghép ở đây sẽ hay hơn rất là nhiều. Hôm nay cờ Xuân Đỉnh về cho các bác là 3 cặp loa Kenwood. Kenwood này là Kenwood 300G. Hàng này là hàng khá là ít trên thị trường. Bình thường thì cặp này thì nó rất giống với dòng 1001. Đấy. Cặp bên này là cặp Kenwood 3.5. Thì cái cặp 300G này Xuân Đỉnh đang có 2 cặp, một cặp đang để ở dưới và một cặp đang test nhạc cho các bác. Còn cặp Kenwood 3.5 này thì đây là những dòng khủng của hãng Kenwood rồi. Bác nào mà đang chơi những cái dòng dàn chung thớt rời của Kenwood thì các bác sẽ biết đến dòng này. Cái mặt của nó là mặt gang này. Đấy. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết cho các bác. Các bác có thể mua cả bộ trong video ngày hôm nay cũng được. Vì ở cái tầm tiền mà hơn 5 triệu một chút xíu thôi mà các bác nghe để nó đạt được cái chất âm, mà cái giải trầm nó đánh sâu cũng như cái tép tơi như này thì rất ít. Thì hôm nay Xuân Đỉnh phối ghép cho các bác là giá rất là hợp lý luôn. Đấy. Ba chiếc Omni Pioneer AI5. Omni này thì ngoài cái chức năng nó làm Omni thì nó có thể làm dè, hay các bác gọi là Equalizer, hay còn gọi là Pre cho cái thiết bị khác như các bác cắm qua cục đẩy hay qua Omni khác cũng rất là tuyệt vời. Tính năng của nó là 2 trong 1, mà đặc biệt nhất là cái giá tiền. Những dòng này thì lại rất là mềm mại nhé. Này về được 3 chiếc rất là đẹp, mặt phay nhôm màu trắng, điện 100V. Đấy. Mọi thông tin chi tiết các bác có nhu cầu thì cứ alo cho Xuân Đỉnh theo số điện thoại trên bài là 0395 727582, địa chỉ cửa hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Và tất cả những sản phẩm này thì cửa hàng Xuân Đỉnh đều ship hàng toàn quốc. Bây giờ thì mời các bác bớt chút thời gian theo dõi Xuân Đỉnh giới thiệu chi tiết cũng như báo giá cho các bác. Hai cặp loa Kenwood 300G này, bát 14 gân cao su màng giấy rốn lõm và gân của nó thì cực kỳ là mềm, tép của nó tép đôm. Cái dòng này thì thiết kế các cái cạnh nó vát, cạnh thùng màu gỗ sang trọng, thậm chí nó còn nguyên cả tem siêu thị Nhật. Góc cạnh đẹp. Loa này thì có trở kháng là 8 ohm, công suất của dòng này là 60W một loa. Đấy. 8 ohm 60W các bác nhá. Kích thước thùng loa rất là gọn gàng, chiều cao của nó chỉ đạt khoảng độ tầm 32. Đấy, chiều ngang của nó 21 và chiều sâu là 30. Góc cạnh thì còn rất là đẹp. Đấy, vuông thành sắc cạnh. Rắc cầu loa. Đấy. Loa này thì lại rất dễ phối ghép và cái lỗ thông 10 nó phía đằng sau. Loa ở đây thì đều là loa cũ, nó cũng có chầy xước, nhưng tổng quan những cái cặp loa này thì còn khá là đẹp so với cái tuổi đời của loa. Đấy, còn loa thì cứ đảm bảo với các bác ở đây là những cặp loa này phải zin tuyệt đối, là từ gân, màng cho đến loa, tất cả đảm bảo là phải zin tuyệt đối hết. Đấy. Đây là một cặp các bác nhá. Tuyến loa rất là chất, góc cạnh thùng đẹp. Kenwood LS300G có 2 cặp, đây là cặp ở phía bên trên này. Còn là cặp ở phía dưới thì đây lại là một cặp nữa. Có 2 cặp đấy. Kenwood 300G 8 ohm 60W. Góc cạnh đẹp. Hai cặp Kenwood này thì Xuân Đỉnh bán đồng giá cho các bác, mức giá là chỉ có 3 triệu 2 một cặp. Và ở những cái cặp này thì các bác sẽ chơi rất hay phòng 30m2. Bác nào mà đang cần những cặp loa Bookshelf chất lượng thì không nên bỏ qua những dòng này. Vì ở những cái tầm tiền cũng như cái hình thức của loa ở đây thì nhìn nó rất đẹp và sang trọng, gọn gàng, xinh xắn. Căng cước là còn đầy đủ và đẹp keng, không hề rách. Mức giá tiền là chỉ có 3 triệu 2 một cặp thôi. Chất âm thì vượt xa tầm tiền. Còn sau bên này thì một cặp Kenwood 3.5. Kenwood 3.5 nha. Dòng này thì nó tới 3.5 và 3.7 là hết số rồi. Thì có 3.3, 3.5, 3.7. Đấy, đây là 3.5. Thì 3.5 này thiết kế cái thùng nó sẽ đậm đà hơn. Cái dạng của nó thì nó hơi vát và hơi hướng loa về phía trước. Đấy, nhìn góc cạnh của nó có độ nồi lõm, giống như những dòng loa high-end nó hơi vát về phía trước. Cặp này thì nó gấu hơn hẳn rồi. Và giá thị trường thấy các bác bán những cái cặp này cũng rất là cao. Toàn bán 4 triệu mấy đến 5 triệu cặp loa. Và loa đây thì Xuân Đỉnh về cho các bác duy nhất có một cặp. Độ đẹp thì đạt đến 95% từ các cái góc cạnh cũng như thùng loa, không hề chảy xước. Nhưng cái đặc tính riêng của những cái dòng loa Kenwood này thì là cái tép đôm của những dòng này thì nó rất hay bị móp méo. Đây là đặc trưng riêng của nó nhá.
chứ không phải là cái loa nó bị lỗi gì cả. Ở đây thì Xuân Đình chia sẻ rất là thực lòng. Cái rốn của nó rốn vải nó rất hay bị lõm. Bên này cũng vậy. Hầu như 100 cặp loa về tới Việt Nam nếu là loa vãi thì đều bị lõm hết. Nhưng quan trọng nhất là loa là phải zin. Và đây gần màn nó cũng còn zin hết. Thì ở đây thì Xuân Đình tả chi tiết. Còn là các cái tuyến loa cũng như loa bát cũng vậy. Đều là loa gân cao su màng giấy rốn lõm. Và cái loa bát này thì sẽ là hệ thống thiết kế loa nó sẽ hơi nổi ra bên ngoài. Đấy, cặp này thì nó chênh so với cặp 300G này là 400.000 đồng. Tức là cặp này Xuân Đình đang bán là 3.600.000. Giá rất là tốt cho một cái cặp loa xuất sắc. Trở kháng 6 ohm, công suất là 100W. Đấy. Nhìn loa nó rất là hầm hố, cái mặt của nó là mặt gang nhé. Và loa thì rất là nặng. Cũng là lỗ thông hơi phía đằng sau. Kích thước thì nó cũng giống nhau. Chiều cao nó đạt tầm 32, chiều ngang 22 và chiều sâu của nó là 30. Đấy, thiết kế là coi vát. Các bác nhìn thấy nó vát góc và nhìn nó rất là chất. Kiểu dáng nó dòng phải là 2N. 3/5, 6 ohm, 100W. Mức giá tiền là 3.600.000. Thì ở đây thì những cặp loa này đều là những cặp loa rất đáng chơi trong cái tầm tiền. Các bác ủng hộ Xuân Đình cặp nào thì các bác cứ alo cho Xuân Đình. Vì những dòng loa này toàn là những dòng loa rất dễ phối ghép. Các bác cứ ghép cho Xuân Đình vào những dòng âm ly Pioneer như những dòng i5, i7, i9 hoặc là 7700, 7900 của Pioneer, đánh những cặp này rất là vừa tiền. Ở phân khúc tầm tiền cả bộ dưới 10 triệu thì đây là những cái bộ phối ghép rất là hay. Đấy. Hôm nay thì Xuân Đình đang ghép cho các bác là những dòng âm ly i5. Thì vừa rồi Xuân Đình có chia sẻ là cái dòng âm ly i5 này có một cái đặc biệt khá là hay, đó là nó có cái đường Prius đây. Cái đường Prius chính là cái hai cái đường trên riêng biệt này. Đấy. Ba chiếc mà chiếc nào nó cũng có cái đường riêng biệt này. Cái đường này thì các bác có thể cắm qua một cái cục đẩy hoặc một chiếc âm ly khác khuếch đại tín hiệu âm thanh hoặc cắm qua sub điện vào đây cũng rất là tuyệt vời. Thì đấy là cái đặc trưng riêng của những dòng âm ly i5 này. i5 này thì nó vẫn thiết kế là size 42, sử dụng điện 100V. Đấy, trở kháng là từ 6 ohm, công suất của dòng này là 90W. Nhưng đánh rất là nội lực vì dòng này nó cũng có đầy đủ hai cầu AB, có chỉnh bát tép, có lau nớt, ba lăng. Bên này là các cái đường vào, khi các bác di chuyển thì nó đều có đèn. Đấy. Đặc biệt nhất là các bác chú ý kỹ là đây nó có cái đường táp này. Nếu như các bác ấn cái đường này mà sáng màu vàng, màu đỏ rồi thì các cái đường bên này sẽ không có tác dụng nữa. Đây. Đấy, không có tác dụng luôn. Đấy, nhả nó ra, có tiếng. Ấn mà. Đấy. Nhả. Thì chiếc âm ly nó sẽ tích hợp tính năng gọi là 2 trong 1, vừa là một chiếc âm ly ghép những cặp loa Buxell Bass 20-25 rất là hay, nhưng vừa làm được rè qua một thiết bị khác cũng rất là tuyệt vời. Mà chiếc âm ly này thì Xuân Đình đang bán cho các bác giá chỉ có 2.000.000 đồng cộng với một cặp loa 3.200.000 thì tổng mức giá của nó là 5.200.000 cả bộ. Và ở đây thì chơi rất hay, phòng 30m², chất âm cực kỳ tuyệt vời. Ở những dòng này thì Xuân Đình đã test hết âm ly cho các bác rồi. Về thì các bác chỉ việc cắm vào điện 100 và sử dụng thôi. Và những cái dòng âm ly này thì gọi đúng tiêu chí là ngon bổ rẻ cho các bác. Vì năm nay kinh tế cũng rất là khó khăn cho nên Xuân Đình lựa chọn những cái phân khúc là rất bình dân. Đấy, rẻ bằng một cái bộ dàn chung cỏ, nhưng ngược lại thì phối ghép ở đây thì nó cực kỳ là hay. Và những cái bộ dàn chung mà các bác nghe được cái tiếng bát như này thì rất khó. Nếu như đánh đúng dàn của nó luôn. Pioneer IE5 các bác nhé, mức giá tiền là chỉ có 2.000.000 đồng và mức giá bán thì không bao gồm phí ship. Đấy, các bác có nhu cầu cũng như ủng hộ của Xuân Đình thì các bác cứ alo theo số điện thoại trên bài. Hôm nay thì Xuân Đình nên ngắn gọn cho các bác là những dòng loa Buxell ở phân khúc tầm tiền cả bộ ở dưới tầm 5 triệu cả bộ. Đấy, các bác cứ alo cho Xuân Đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video.